Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 8 làm đồ dùng học tập. Vở bài tập môn công nghệ lớp 3. Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 21 nào. Rồi, mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Yêu cầu là gọi tên và nêu tác dụng của một số đồ dùng học tập có trong hình, rồi điền vào cái bảng dưới đây. Như vậy thì trước hết là mình sẽ quan sát ở đây. Bạn này có những cái đồ dùng học tập gì? Đấy, tôi yêu cầu là đồ dùng học tập có trong cái hình này. Các em thấy này, ba lô này, sách này, kéo này, bút chì này, quả địa cầu này, compa này, vân vân, rất là nhiều đúng không nào? Các em cùng quan sát nha. Như vậy thì chúng ta phải tên đồ dùng rồi gì? Tác dụng của nó. Đấy. Được chưa? Rồi, như vậy thì mình sẽ cùng quan sát vào để chúng ta điền nhá. Rồi đầu tiên mình sẽ nhìn thấy tên đồ dùng đầu tiên đó. Đó là cái gì? Ba lô này. Rất là to đúng không nào? Ba lô. Đó. Rồi ba lô thì để làm gì nhỉ? À đúng rồi, đựng sách tập. Hay là sách vở. Rồi. Đồ dùng học tập và nhiều thứ khác nữa, đúng không? Đấy, đồ dùng học tập, vân vân và mây mây. Nhiều nhá. Rồi, thứ hai các em sẽ nhìn thấy đó là gì đây? Sách. Sách đúng không? Rồi, sách để làm gì? À, sách để cho chúng ta đọc để biết về kiến thức. Đọc để biết các cái kiến thức. Ok. Tiếp theo mình sẽ thấy bạn nâng cầm trên tay đó là gì? Vở. Hay miền Nam các em gọi đây là gì? Tập đúng không nào? Rồi, vở để gì? Ghi chép. Đấy, chung của nó là ghi chép. Hoặc là gì, chúng ta làm các cái bài tập. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ thấy gì nữa nhỉ? Cái kéo này. Đúng không? Đấy, kéo. Để làm gì? Quá dễ dàng đúng không? Để cắt giấy thủ công. Đấy. Hoặc là gì, cắt bất cứ cái thứ gì theo mục đích của chúng mình. Ok. Rồi. Tương tự như vậy mình sẽ nhìn thấy đó là gì? Cây viết chì, viết mực. Đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ gọi đây là cây gì? Cây bút đi. Bút hay là viết chì? Bút mực. Đúng không? Đây có cây bút mực này, đây có cây bút chì này. Đúng không? Đấy, để chúng ta viết. Rồi, tiếp theo là thước kẻ. Đúng không? Thước kẻ nhá. Thước kẻ để làm gì? À, để chúng ta kẻ và đo cái đơn vị. Ok. Rồi. Tiếp theo mình sẽ có một cái vật nữa đó là gì? Bút chì. Hay miền Nam các em gọi là viết chì. À, viết chì này cũng để viết. Và viết chì thì có thêm nữa đó là chúng ta có thể vẽ được. Ok. Rồi, đây là cục gì? Cục tẩy này, hay là gọi là cục gôm, đúng không? Miền Nam các em sẽ gọi đó là cục gôm. Đây, thước kẻ nha. Em bị lỗi sao? Rồi, cục tẩy hay gọi là cục gôm, đúng không? Để làm gì? À, để tẩy những cái lỗi sai. Tẩy lỗi sai. Ok. Rồi, còn gì nữa nhỉ? À, cái compa. Đấy, compa để làm gì? À, để chúng ta vẽ. Chủ yếu là compa dùng để vẽ hình gì nhỉ? Hình tròn.
Ok. Rồi, còn nữa không? À, còn nữa đúng không? Đó là gì? Quả địa cầu. Quả địa cầu. Đấy, để làm gì? À, để chúng ta xem gì nhỉ? À, xem các đối tượng địa lý. Ok. Xong nhá. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ còn các vật dụng nữa đó, nhưng mà ở đây không còn đủ để chúng ta kẻ, đúng không nè, thước đo độ này, eke nè, đấy còn nữa đúng không, nhưng mà không đủ để chúng ta đo. Ok, rồi sang bài số 2. Cho biết những cái đồ dùng học tập sau đây có thể được làm từ vật liệu gì bằng cách nối những cái vật liệu ở cột B phù hợp với những đồ dùng ở cột A. Ok. Rồi, vậy thì mình sẽ nhìn thấy đây. Cột A là các đồ dùng học tập và cột B là vật liệu. Đấy. Vậy thì mình sẽ nhìn thấy này. Thước này. Thước thì sẽ được làm bằng gì nhỉ? Thước thường thường người ta sẽ làm bằng nhựa hay là kim loại các em? À, thước ở đây thì chúng ta cũng có thể là gì? Làm bằng nhựa, đúng không? Hoặc là gì? Cũng có thể có thước bằng kim loại đấy. Như vậy thước ở đây thì chúng ta có thể có hai cái để chúng ta lựa chọn nhé. Rồi. Thứ hai là sách này. Sách thì làm được từ gì? À, từ giấy thôi. Đây, có giấy. Rồi, cục gôm này. Cục gôm này làm bằng vật liệu là cao su, đúng không? Cục gôm hay cục tẩy á, cao su. Ok. Rồi, đây cái hộp. Hộp gì? Hộp bút này. Đấy. Hộp bút thì mình sẽ làm bằng sắt, đó là kim loại. Cũng có hộp bút được làm bằng gì? À, bằng nhựa, đúng không nào? Do vậy hộp bút này cũng có hai vật liệu để mình có thể chọn nhé, có thể bằng hộp bút bằng kim loại. Đấy, như là sắt hoặc là làm bằng nhựa. Rồi. Và đây là cái bàn học đúng không? Thì được làm bằng gì? À, làm bằng gỗ thôi. Ok. Này là toán của lớp 1. À, đây là bài tập của lớp 1 đúng không? Hoặc là của các em mầm non rồi. Đưa vào các anh chị lớp 3. Khổ quá. Lựa chọn các vật liệu và dụng cụ phù hợp để làm được hộp đựng bút như sản phẩm mẫu. Gợi ý trong hình rồi điền vào chỗ trống trong bảng dưới đây. Đó, tức là chúng ta sẽ lựa chọn vật liệu. Đây vật liệu người ta cho đây, dụng cụ người ta cho đây để làm được một hộp bút. Đấy, theo mô hình là mẫu này, đấy, trên một cái xe đúng nào. Đây sản phẩm mẫu, vật liệu, dụng cụ. Ok. Vậy thì mình sẽ nhìn thấy ở đây mình sẽ chọn dụng cụ là gì? Các cái dụng cụ này. Nhớ dụng cụ khác vật liệu nha. Dụng cụ ở đây chúng ta sẽ lựa chọn đầu tiên đó là kéo, đúng không? Rồi gì nữa? Hồ dán. Hồ dán là vật liệu đúng không? Kéo này, bút chì, thước kẻ. Đấy, vậy thì đó chính là gì? Những cái dụng cụ. Dụng cụ chúng ta sẽ có này, kéo này. Rồi. Hồ dán này. Đúng không? Rồi. Gì nữa nhỉ? Bút chì và thước, thước kẻ. Bút chì, thước kẻ. Ok. Đây là những cái dụng cụ. Thế còn vật liệu? Vật liệu thì mình sẽ dùng ở đây là giấy gì? Giấy bìa cứng này, giấy màu này. Và gì? Bút màu luôn, đúng không? Đấy, để mình vẽ trang trí. Ok. Dụng cụ là giấy màu. Rồi, giấy gì? Giấy bìa cứng và bút màu. Dễ không? Quá dễ dàng. Xong nhá. Rồi, xong bài số 4. Điền thứ tự các bước thực hiện
để làm hộp đựng bút vào chỗ trống dưới mỗi một cái hình dưới đây. Đó. Như vậy ở đây này, thứ tự các bước làm hộp đựng bút nha, dưới mỗi một cái hình dưới đây. Đó, như vậy ở đây người ta cho bước bước nào đây này: cắt và dán trang trí ngoài hộp này, gấp và dán cố định khung bên ngoài này, đo và cắt bìa theo kích thước. Đó, rồi gì nữa: cắt và dán trang trí để hoàn thiện hộp đựng bút, cắt các tấm bìa có kích thước phù hợp để làm vách ngăn. À, như vậy thì đầu tiên để mà làm được cái này mình sẽ thấy bước 1 là mình phải đo, đúng không nào? Đo và cắt bìa, đúng không? Đấy, mình phải đo và cắt bìa theo kích thước, đúng không? Đây sẽ đây là bước số 1 này. Ok. Bước 2 mình sẽ tiến hành gấp dán cố định, đúng không? Đây sẽ là bước số 2. Ok. Đấy, thì bước số 3 sẽ là gì? Cắt các tấm bìa có kích thước phù hợp để làm vách vách ngăn. À, đây sẽ là bước số 3. Đúng không nào? Rồi, bước số 4 là mình cắt dán trang trí cho hoàn thiện, đúng không? Và bước cuối cùng là cắt dán để hoàn thiện. Ok. Đấy, như vậy đây chính là gì? Quy trình 5 bước để chúng ta làm một cái hộp bút trang trí nhé. Xong chưa? Rồi. Sang bài 5. Vẽ phác họa ý tưởng về một chiếc thước kẻ mà em sẽ làm từ vật liệu thủ công. Đó. Như vậy thì cái này chúng ta có thể tự làm được không? Tự làm nhé. Đề xuất vật liệu dụng cụ cần thiết. Ok, phần này các em có thể tự làm. Nói thước kẻ thủ công, ta sẽ lấy vật liệu là giấy bìa cứng nè, rồi cần những cái gì nữa thì chúng ta liệt kê ra. Ok. Rồi, em gặp lại các em ở trong bài tiếp theo. Đừng quên là chia sẻ kênh và video này các em nhé.